Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Sơ Rá Bắc Tây Nguyên. Thì hôm nay là chiều ngày 22 tháng 11 năm 2018. Đó, bên em lại về được một ít hồng nhạn cho mọi người mua về làm giống. Mấy đợt hồng nhạn trước thì tất cả là đều đã bán hết và em đã đóng gói gửi đi cho các anh chị đặt mua nhé. Và những anh chị nào mà chưa kịp mua ngày hôm trước thì có thể đặt mua hồng nhạn ngày hôm nay. Đó, thì hôm nay cũng chỉ có mười mấy, hai chục phần thôi. Và em cũng chia ra từng phần cho mọi người mua rồi. Nó cũng giống như mọi hôm thôi. Đó, là một phần là có giá là 200 ngàn. Thì nó tầm cỡ 10, 11, 12 mầm vậy đó. Thì em trong cái lô thì nó có cả mầm to, có cả mầm nhỏ nha mọi người. Em chia đều hết rồi. Đó, lô nào nó cũng như nhau cả, nó đẹp như nhau cả. Thì em đếm thử số mầm trong một phần nha mọi người. Em chia đều hết rồi. Đó. Đây, 1 này. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 phần luôn. Được 13 phần nha mọi người. 13 mầm. Đó, một phần. Mấy phần bên đây thì cũng như vậy thôi. Được cái mầm này nó có tới 4 mầm lận. 4 5 nè. 6 7 8 9 10 11 12 13 14, có 14 mầm nữa. Thì em chia đều các phần rồi. Đó, phần nào cũng đẹp như nhau nên mọi người cứ yên tâm nha. Đó, phần nào cũng có mầm to, phần nào cũng có mầm nhỏ hết. Đó, và giá bán là 200 ngàn một phần nha mọi người. Thằng hồng nhạn thì hoa rất là đẹp, hoa hồng với trắng, và đặc biệt là hồng nhạn thì cực kỳ thơm luôn. Đó, mọi người về trồng thì tới mùa hoa thì nói chung là thơm nức mũi. Và cái mùa ra hoa của thằng hồng nhạn thì nó tầm tháng 4 nha mọi người. Về thằng hồng nhạn này thì mọi người về trồng như nghên xuân hay bất cứ cái cây rễ gió nào khác thôi. Đó, mọi người có thể ghép vào lũa gỗ hoặc là trồng vào chậu than cũng được. Đó, thì môi trường nó cũng hơi ẩm tí, rễ gió mà cần ẩm tí cho cây nó phát triển mạnh. Rồi, mọi người có nhu cầu mua thì nhắn tin tới số điện thoại em để trên tiêu đề nhé. Mọi người chỉ cần nhắn tin họ tên, địa chỉ rõ ràng tí nhé mọi người, kèm theo số phần muốn mua. Đó, thì em sẽ ship code đến tận nơi cho mọi người, thanh toán lúc nhận hàng thôi. Ví dụ mà các anh chị nào mà mua nhiều khách lạ, mà ví dụ mua nhiều phần thì vui lòng chuyển khoản trước giúp em nhé. Đó, còn khách quen thì thoải mái. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các clip bán lan tiếp theo nhé.